Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một cặp cái sinter các bạn. Mẫu đẹp nha. Con đầu tiên nè, bạc gu nè. Chân móng đi hoàn thiện, móng sò kiền khú nè các bạn. Thấy cái này vũ hay đã không các bạn? Rúng dài, rúng chuyền. Chân móng sò hẳn băng, kiền khú. Yếm dày cui, gu bật. Sái tích là nghiêm chỉnh các bạn. Không lan giá quyền bò nha. Lông đuôi một chùm. Con này sau này nó bự lên là mẫu đẹp các bạn. Bò tầm 10 đến 11 tháng tuổi các bạn. Bò tầm 10 tháng đến 11 tháng tuổi. Đó, lưng hẳn băng, lông đuôi một chùm, chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Cái xin này là sái tích đồ nghiêm chỉnh hết nha. Đó, cặp cái xin này chủ báo giá là 36 triệu 500 ngàn các bạn. 36 triệu 500 ngàn. Đó, cái này vũ nè các bạn không? Rúng chiền nè, yếm dày nè, sái tích đồ nghiêm chỉnh các bạn. Không có lan giá chỗ nào nhưng bạn nó quyền bò nha. Đó, lông đuôi thì một chùm. Cái đuôi chà má, hoa đen. Bò tầm 10 đến 11 tháng tuổi. Bò này to con dữ lắm nha các bạn. Mà rúng yếm các bạn thấy không? Hay cái yếm hay tê người các bạn. Ăn uống rất giỏi nha. Chân móng sò hẳn băng hết các bạn. Ăn uống rất giỏi, chân móng sò hẳn băng hết các bạn. Bật gu nha. Đó, cặp cái sinter này thì chủ báo giá là 36 triệu 500 ngàn các bạn. 36 triệu 500 ngàn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Cái gu cực kỳ bật luôn các bạn ha. Bò tầm 10 đến 11 tháng tuổi nha. Đây đo cận cảnh anh em thấy luôn. Cao 1m13 bò nè anh em. 1m13 bò nè. Đích nè. Đích cao 1m18 bò. Cái sinter này cao 1m13, đích cao 1m18, bò tầm 10 đến 11 tháng tuổi. Con này nó quyền bò hết các bạn, không lan giá chỗ nào nha. Nó quyền bò hết, không lan giá chỗ nào hết các bạn. Lưng thẳng băng, rúng chuyền, yếm dày. Cái này vú nè các bạn thấy không? Đó. Chân nè, chân kiền khú nè. Đây còn tiếp theo. Mẫu Bombay. Rúng chuyền. Bật gu, sải tích đồ nghiêm chỉnh. Đó, chân kiền khú hết các bạn, sẽ lưng sẽ mặt đồ nghiêm chỉnh hết. Rúng chuyền yếm dày, cái yếm nó bị cột cái dây các bạn, nó bị trầy nha. Đó. Nó bị trầy. Nên chủ bò xịt hút xanh nha các bạn. Vài bữa nó liền à. Con này cái mẫu Bombay cực kỳ đẹp luôn các bạn. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết. Đó, tại bò Hà Đồng các bạn nên là cái dây cột không phát hiện được các bạn. Chủ nhà không phát hiện nên nó bị trầy nè. Trầy có bên các bạn ơi, trầy có bên nè, bên kia không có. Chân móng đều hoàn thiện hết, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Con này đúng mẫu Bombay luôn các bạn. Con này mẫu đẹp, mẫu Bombay luôn. Bò này cũng tầm 10 đến 11 tháng tuổi các bạn. Rúng chiền nè. Cái đuôi chà bá, hoa đen. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Sải lưng, sải mặt này nghiêm chỉnh hết nè các bạn. Rúng chiền. Bật gu, sải tích nghiêm chỉnh. Đây cái yếm bên đây các bạn thấy không? Đâu có trầy, bên kia trầy miếng, bên đây đâu có các bạn. Bò tầm 10 đến 11 tháng tuổi. Giá là 36 triệu 500 ngàn các bạn, 36 triệu 500 ngàn. Hai con này nó quyền bò hết các bạn. Anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Đó, chân móng đều hoàn thiện hết. Đo cận cảnh anh em thấy luôn. Bò tầm 10 đến 11 tháng tuổi nha. Con này cao 1m14 bò nè. Đích cao 1m19 nè. Cái sinh tờ này cao 1m14, đích cao 1m19. Đó, bò đỏ ao, không lan giá, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh. Giá là 36 triệu 500 ngàn cặp cái sinter này nha các bạn. 36 triệu 500 ngàn cặp cái sinter này nha. Bò tầm 10 đến 11 tháng tuổi các bạn. Cao 1m14, bò đít cao 1m19. Đó, vậy là cặp cái sin này nó cũng ngang ngang nhau các bạn ơi. Đó, con cao 1m13, con cao 1m14, tầm 10 đến 11 tháng tuổi. Giá 36 triệu, sải tích đồ nghiêm chỉnh, quyền bò hết nha các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi video.